Du lại là em Huấn Phạm đây. Đấy, quân đúc viên kê nhà em đây hôm nay đi khoảng 7-8.000 con thôi. Đơn của buổi sáng, còn buổi chiều thì lại tính sau. Đấy, đơn này là check lên cho buổi sáng này. Đấy, xe của Viettel đến tận nơi bốc hàng chuyển cho khách. Đấy, Bắc Trung Nam. Anh em các bạn có nhu cầu về quân đúc con kê thì liên hệ trực tiếp đến bên em để bên em tư vấn cho anh các chị về các dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối trên thị trường này. Mọi nhu cầu mua sắm về hàng hóa thì có thể liên hệ tới hotline của Phạm Huấn 0971160999 để được tư vấn này, kết bạn Zalo để bên em gửi sản phẩm các mẫu mã cho anh chị em xem này. Đấy, làm ra thì mất 30.000 mà bán là 300.000 một thùng này, siêu lợi nhuận luôn, một lãi gấp 10 luôn anh chị em, anh nhanh tay để làm phục vụ thị trường này. Đó, mọi nhu cầu mua sắm anh chị em các bạn có thể liên hệ đến với bên em thì em sẽ cung cấp đầy đủ khuôn đúc, viên kê, phụ gia, bàn dung. Đấy, rồi là công thức, cách thức làm, tỷ lệ pha trộn, quy cách đóng gói thùng bìa, cách gia khuôn, nói chung là đầy đủ từ An Z để phục vụ anh chị em các bạn khắp mọi miền tổ quốc nhé. Đấy, bên em thì vừa xưởng đúc khuôn vừa xưởng đúc viên kê luôn. Đấy, mọi nhu cầu về mua sắm anh chị em các bạn có thể liên hệ, hàng thì rất là nhiều để phục vụ anh em nhé, lên sơ qua lướt qua để anh chị em nắm được cái lưu lượng hàng bên em đi. Rồi, xin chào anh chị nhé.